Xin chào quý vị, ngày hôm nay cùng trở lại với kênh của Đình Phong. Và ngày hôm nay thì Đình Phong sẽ hướng dẫn quý vị cùng đến với lối phú Kiều Dương trích trong giá quan đệ ngũ tuần tranh. Kính thưa quý vị, lối phú Kiều Dương thì rất là thông dụng, được sử dụng trong các giá quan đệ nhị, quan lớn đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ và quan điều thất. Thì chúng ta phải tập đánh vào nhịp ba quý vị nhé, bởi vì phú là phải đánh nhịp ba. Khi chúng ta đập vào nhịp phú, ví dụ như dùng tiếng đánh cảnh và phách ạ. Choang cách choang cách choang quý vị nhé. 1 2 3. Choang cách choang cách choang cách cách choang cách choang cách choang. Bài thì quý vị sẽ chép về và Đình Phong sẽ đánh dấu 1 2 3 tức là choang cách choang cách choang. Quý vị cùng chép, cùng đọc thuộc lòng và đánh đúng nhịp trước khi đánh vào đàn quý vị nhé. Bây giờ thì Đình Phong sẽ đánh qua một lần cho quý vị vừa có lối đàn và vừa có lời hát luôn ạ. Thì chúng ta vẫn cứ lấy dây bằng, dây quang 4 ạ, lấy dây rề son và chúng ta quy ước với nhau là son đô ạ. Thì trước khi chúng ta vào hát phú Kiều Dương thì chúng ta sẽ đón của cuối câu thơ quan tuần, sau đó chúng ta vào câu solo quý vị nhé. Sông tranh lên tiếng trả lời là quan đệ ngũ chính người trên phủ Ninh Giang. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần ngày đã dạy thần cơ. Cửa sông đâu đó phụng thờ Ninh Giang thiết lập chính từ quan tuần tranh. Trên bát ngát đôi long trầu hổ phục, lốt tam đầu quận khúc trầu lên, đôi lần dần phượng múa đôi bên, quan tuần loạn giá ngự lên trên sập rồng. Bàn phòng thông chi tam giới, hay chắc tà sát quỷ chư tinh. Tôn quan tuần vạn phép môn linh, quyền ngài cai quản tướng chư dinh nhà trời. Đấy là kiểu hát phú Kiều Dương mà chúng ta hay sử dụng. Còn một kiểu hát phú Kiều Dương khác thì chúng ta sẽ ngả sang cái màu của lối Thu Hồ quý vị nhé. Thì kiểu này cũng một số các nghệ nhân cũng như là ở khu vực Thái Bình hay sử dụng ạ. Thì Đình Phong sẽ hướng dẫn quý vị ạ. Đàn vẫn vậy quý vị nhé, khác câu hát thôi ạ. Trên bát ngát đôi long trầu hổ phục, lốt tam đầu quận khúc trầu lên, đôi lần dần phượng múa đôi bên, quan tuần loan giáng ngự lên trên sập mà rồng. Sắc
bán phong thông chi tam giới, hay chóc tà sát quỷ chư tinh, tôn quan tuần vạn phép muốn linh quyền, ông cai quản tướng chư dinh nhà trời. Ngự đồng chơi mình quyền bóng quý, nương nguy trời tế đổ sinh nhân. Đùng đùng nói trần phong vân, thượng đồng ban phép cứu dân quan trừ ta. Thì đấy là hai cái lối hát của Phú Kiều Dương. Đó là khi chúng ta hát và đệm đàn đánh lưu không Phú Kiều Dương. Còn bây giờ thì Đình Phong sẽ hướng dẫn quý vị cùng đến với lối Phú Kiều Dương ạ. Đình Phong sẽ vừa đánh vừa đọc. Quý vị cũng nhớ là chép bài về và đánh đọc theo Đình Phong nhé. Đầu tiên ạ. Son mi re son đô. Son quý vị nhé. Son nó mới đập vào nhịp thứ nhất quý vị nhé. Son mi re son đô, re là đô, là son mi son. Mi son la đô son la đô, đô la son mi son. Mi son mi re đô la đô, la đô re mi. La đô la son mi son la đô la son mi son. Lại quý vị nhá. Son mi re son đô re la đô la son mi son. Mi son la đô son la đô, đô la son mi son. Mi son mi re đô la đô, la đô re mi. La đô la son mi son la đô la son mi son. Thì nốt cuối cùng quý vị về nhé. Bây giờ Đình Phong sẽ hướng dẫn quý vị từng câu một vào đàn ạ. Câu đầu tiên ạ. Son mi re son đô. Nốt re quý vị nhấn từ nốt nốt mi, quý vị nhấn từ nốt re lên ạ. Re mi. Câu này khó, khá là khó đấy ạ. Son mi re đô, son mi re son đô, son mi re son đô. Quý vị nào mà vừa đánh vừa rung được nốt mi thì càng tốt ạ. Son mi re son đô là câu đầu tiên ạ. Nhịp đập ạ. Son mi re son đô quý vị nhé. 1 2 3 son mi re son đô. Lại ạ. Son mi re son đô, son mi re son đô, son mi re son đô. Câu thứ hai ạ. Re la đô la son mi son, re la đô la son mi son. Lại ạ. Re la đô la son mi son. Quý vị có thể chọn đánh la trong hoặc la dây ngoài ạ. Re la, re la, re la đô la son mi son. Thì chúng ta nối hai câu ạ. Son mi re son đô, re la đô la son mi son. Lại một lần ạ. Son mi re son đô, re la đô la son mi son. Lại một lần chậm ạ. Son mi re son đô, re la đô la son mi son. Câu tiếp theo ạ. Mi son la đô son. Câu này dễ ạ quý vị nhá. Mi son la đô son, chúng ta sẽ nhấn nốt mi ạ. Mi son la đô son, nhịp là như nhau quý vị nhé. Mi son la đô son, đa số là nhịp là giống nhau ạ. Mi son la đô son. Lại ạ. Mi son la đô son. Câu này dễ quý vị nhé. Lại ạ. Mi son la đô son. Câu tiếp theo ạ. La đô đô la son mi son, la đô đô la son mi son, la đô đô la son mi son. Thì cái câu này rất dễ quý vị nhé, ở cùng một quãng thôi ạ. La đô đô la son mi son. Chúng ta là cả câu ạ. Mi son la đô son, la đô đô la son mi son. Lại ạ, chậm ạ. Mi son la đô son, la đô đô la son mi son. Câu tiếp theo ạ. Chúng ta sẽ đánh vào dây trong ạ. Mi son mi re đô,
quý vị có hai nốt son để lựa chọn nào. Mi son mi re đô, mi son mi re đô, mi son mi re đô, nhịp vẫn thế ạ. À. Mi son mi re đô, mi đập son đập mi re đô ạ. À. Mi son mi re đô, mi son mi re đô, rất dễ thôi quý vị nhé, tập quen ạ. Mi son mi re đô. Câu tiếp theo ạ, la đô la đô re mi, la đô quý vị nhé, la đô re mi, la đô re mi, nối hai câu ạ. Mi son mi re đô, la đô re mi, mi son mi re đô, la đô re mi. Câu tiếp theo ạ, vẫn ở quãng đấy ạ. La đô la son mi, đập la đô la son mi, duy nhất có câu này là chúng ta đập rồi mới đánh quý vị nhá. Đập la đô la son mi, đập la đô la son mi, son la đô la son mi son, thì câu này quý vị đánh câu trên trước ạ. Đập la đô la son mi, đập la đô la, đập la đô la, đập la đô la son mi, đập la đô la son mi, đập la đô la son mi. Câu tiếp theo ạ. Son la đô la son mi son, son la đô la son mi son, son la đô la son mi son, son la đô la son mi son. Chúng ta nối hai câu ạ. Đập la đô la son mi, đập la đô la son mi son, la đô la son mi son. Lại ạ, chậm lại ạ. Đập la đô la son mi son, la đô la son mi son. Thì quý vị nhớ đọc thuộc cho Đình Phong đã nhá. Đập nhịp ạ. Son mi re son đô quý vị nhá. Quý vị cùng đọc Đình Phong sẽ đọc một lần không nhạc ạ. Son mi re son đô, son mi re son đô, re la đô la son mi son, mi son la đô son la đô, đô la son mi son, mi son mi re đô la đô, la đô re mi, đập la đô la son mi son, la đô la son mi son. Bây giờ quý vị cùng đánh vào đàn với Đình Phong ạ. À. Đánh chậm đã ạ. 2 1. Son mi re son đô, re la đô la son mi son, mi son la đô son la đô, đô la son mi son, mi son mi re đô, la đô la đô re mi, la đô la son mi son, la đô la son mi son. Lại quý vị nhé. 2 1. Son mi re son đô, re la đô la son mi son, mi son la đô son la đô, đô la son mi son, mi son mi re đô la đô, la đô re mi, la đô la son mi son, la đô la son mi son. Thì quý vị cứ đọc thuộc đưa không vô Đình Phong đánh trôi chảy, còn đệm hát thì chúng ta sẽ tập nhiều quý vị nhé, tự chúng ta mày mò vào những cái câu đệm thôi ạ. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều đam mê. Bài này hơi khó, vì vậy Đình Phong cũng xin dặn quý vị là chúng ta phải đánh bằng được, đập bằng được nhịp ba để chúng ta mới vào đánh đàn ạ. Chứ nếu không là nó sẽ rất dễ bị sai nhịp ạ. Chúc quý vị vui vẻ và luôn luôn đam mê với bộ môn đàn nguyệt. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.